cái đường nước nha các bạn. Đồng này đồng Phú Lâm, Phú Tân, An Giang. Quay trang trạc nhiều mà quay đường nước, đánh đường nước này thì mình chưa quay. Này nói đúng là kẻ đường nước. Nhìn phê luôn đấy chưa. Cái bào vô mớ đất thôi, buộc là kéo. Đây, đây được rồi nè. Còn bên này coi cái này coi bộ đã mắc hơn là coi chạc nè, coi trang. Thường là mấy ổng chạc xong rồi có con máy đi sau đánh đường nước, còn mấy chạc giáp vòng mà đảo đánh đường nước. Nó giống như bên này nè, chiêu quân rồi đó. Bên đây là chục sớ trang chạc luôn, còn bên đây thì anh này thì đánh đường nước. Cũng là bốn máy rồi đó. Mấy con bây giờ đếm sơ sơ chắc cũng cỡ chục máy. Lòng vòng lòng vòng. Đánh đánh đường lớn này rồi nữa người ta còn lấy trang vô người ta đánh mấy cái đường nhỏ thôi chủ đất á. Cho nước nó tiêu vô mấy đường lớn. Lúc mà xả rồi á. Vô lúc chuẩn bị xả chứ không. Làm này nè, với mấy cái người mà chưa từng gặp hoặc là không biết á, đố người ta tại sao mà làm được cái gảnh như vậy là người ta nhìn không biết luôn á, do đâu có dấu chân đâu. Cái này thì có dấu gánh nhưng mà cái dáng chạc nó phả hết rồi.
Nói bên này nè, bên này là lấy trang phải tạo thêm mấy đường nhỏ nữa để cho đó nước rút vô mấy đường lớn. Biệt đội 5 chiếc xe con. Rồi đứng nghe ổ kiến rồi. Năm là 5 chiếc gom vô ô rồi. Vậy nó mới nhanh, coi nó mới đã. Đó, 5 chiếc đó. Hôm nay hồi nãy không để ý thấy ông ngồi ghế, tưởng đâu là sao chụp không à.